nghề chính của mình, rồi mình cũng là trụ cột trong gia đình, rồi mình cũng là bắt đầu từ, mình đã phải là người giàu có từ từ nhỏ và bắt đầu đi lên bằng hai bàn tay trắng, thì lúc đó coi như là suy sụp hết tất cả hoàn toàn. Rồi cách nào mà gượng dậy, và có phải kim cương là một cái Lâm Nhật hay nói đùa, cái cô em dâu của Lâm Nhật là kim cương á, là có phải như là một vị tín tú, như một nàng tiên mà tiếng ông trời ông sai xuống cho cái chàng hoàng tử đang bị mắc đọa dưới này nữa. Yêu nhau chưa đó chưa chả chưa hẳn đến với nhau được. Anh nói duyên nợ, phải có duyên nợ mới Đúng được. rồi, có duyên nợ này. Em với người đó cũng quen cũng 8 năm trời. 8 năm trời. Dạ, 8 năm là một đường dài lắm. Nhưng mà thật sự là có duyên. Như vậy anh lấy cái nguyên cái tên anh thì anh lại lên, nổi tiếng, nó hay đó Dương lên luôn đó.